Khi tham gia các hoạt động được nới lỏng thì cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải tuân thủ những yêu cầu chung để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, đối với công dân, thực hiện nghiêm quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, không tập trung từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 như ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác, không được tự ý đi mua thuốc chữa bệnh, phải báo cơ sở y tế nơi gần nhất để được phân luồng khám sàng lọc. Đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày, trừ người dưới 18 tuổi và người không thể tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi đến nơi đông người, khi đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thương mại. Việc đăng ký cấp mã QR theo hướng dẫn tại công văn số 2815 ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, phải có phương án an toàn phòng chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch và các bộ ngành trung ương phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thương mại. Phải xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở.